Ngày 13 tháng 10 tại phiên họp 27 Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về báo cáo đề xuất giải quyết kiến nghị của Chính phủ về giải pháp cơ chế đặc thù tháo gỡ khó khăn vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nhận định đây là những biện pháp ngắn hạn xử lý tình huống trước mắt. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cũng cho rằng cần có van có khóa để kiểm tra chất lượng giám sát. Tôi muốn là đẩy nhanh cái tiến độ để mà giải ngân. Nhưng cùng với tiến độ giải ngân thì phải bảo đảm cái chất lượng của các cái công việc này. Chứ còn bây giờ cứ ồ ạt lên rồi có thể giải ngân cao hơn. Nhưng mà cái giao cho các địa phương mà chúng ta không có van, không có khóa, không có kiểm tra, giám sát thì phân bổ nó có bảo đảm đúng mục đích không? Rồi sau này lại có khi lại thất thoát, tiêu cực, lãng phí. Thì cái thái cực thứ hai ủng hộ rồi nhưng mà cũng phải có những cái quy định nó rất là chặt chẽ. Chúng tôi cảm nhận được. Tiếp thu các ý kiến, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thừa nhận việc triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia luôn luôn chậm là vấn đề trăn trở, không chỉ vướng mắc tại luật, nghị định mà còn vướng mắc về tỷ lệ giải ngân. Rất là đồng tình ý của anh Thanh, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, là thực ra có một vấn đề chúng tôi chưa có nói và cũng rất lo lắng. Đó là không chỉ con số tỷ lệ giải ngân mà làm sao chất lượng của công trình, các cái dự án mà chúng ta đầu tư nó phải tốt. Cái này thôi, vì nó giải ngân thấp quá cho nên đang tập trung cho câu chuyện là làm sao được tiêu tiền. Nhưng quan trọng thì tới đây Quốc hội chúng tôi sẽ báo cáo và cũng mong Quốc hội và đặc biệt là các đại biểu ở Quốc hội địa phương á, cùng với chúng tôi cố gắng làm cái này. Mà làm sao... Phó Thủ tướng hy vọng Quốc hội cùng đồng hành với Ủy ban Thường vụ Quốc hội ủng hộ để ban hành nghị quyết giám sát để tháo gỡ vướng mắc việc thực hiện các chương trình này.